giời, thế với trời cụ, chả biết hỏng chỗ nào. Ngủ sửa mới cho nó lạnh. Sao rồi, có sửa được không? Em mà sửa được thì mấy cái gara ô tô người ta chết đói hết, chủ tịch ạ. Thế mà sao tôi thấy cậu cứ hì hục từ nãy đến giờ đấy? Thì em tìm xem nó hỏng ở chỗ nào, mang ra đấy cho người ta sửa cho tiện mà. Tìm được chưa? Tìm được rồi, nhưng mà em không biết sửa. Ôi, đây đây, để tôi. Ôi, thôi, chủ tịch ơi. Cái này phải mang ra ngoài gara thôi, chứ chủ tịch động tay động chân vào, bẩn hết cả quần áo rồi. Thế bây giờ thế này nhá, cậu ở đây, chịu khó gọi xe cứu hộ đến. Thế chủ tịch đi đâu ạ? Ở đây gần một cái showroom ô tô, chắc là tôi qua đấy mua cái con ô tô mới, chứ con này cũng cũ quá rồi. Nhưng mà bây giờ chủ tịch đi bằng cái gì ạ? Tôi đi xe ôm. Lại xe ôm à? Thế nhá, tôi đi trước. Dạ. Đấy, em nhìn đây, showroom của anh toàn những xe hoành tráng đắt tiền, mấy cái loại soàng xĩnh là không đủ tuổi ở trong này. Người yêu em mà lại, phải ở một cái đẳng cấp khác chứ. Thế anh định tặng em con xe nào đấy? Hay là em cứ chọn đại một cái nhá? Ê, không được. Sao thế? Anh đi bo với em à? Ý anh là hàng ở đây em nhìn này như thôi, nhưng mà toàn là hàng mẫu trưng bày đấy. Không tặng mà cũng không cho, cũng không bán. Thôi, bao giờ mà các mẫu xe mới về thì anh tặng em một cái nhá. Anh hứa rồi đấy nhá. Ừ. Thôi, mình vào xem xe đi. Đi, vào đi. Này, mày làm gì xe tao đây hả? Tôi đến đây mua xe. Sao đấy? Trông quen quen nhỉ. À, Trung ở lớp Hàm đúng không? Khánh à? Không ngờ cậu vẫn nhận ra tôi. Chào cậu. Bỏ tay bẩn thỉu xuống. Mày vui chứ tao không vui nhá. Còn đó cái gì đấy? Mày không hiểu tiếng Việt à? Tóm lại là mày vào đây làm gì? Tôi vào đây mua xe. Thế cậu làm gì ở đây? Mua xe kìa. Tao nghe nhầm không nhở? Này, tao nói thật, ở đây không tuyển bảo vệ đâu. Xin đi làm bảo vệ tìm chỗ khác nhá. Anh không nhớ cậu ta là người yêu cũ của em à? Anh nhớ. Và anh cũng thấy rằng là em ấy ngày xưa là có con mắt sáng suốt. Bỏ thằng này đi chứ không có bây giờ thành vợ bảo vệ rồi. Vợ bảo vệ luôn á? Không nghe à? Nó đến đây là để xin anh bảo vệ. Cũng may ngày xưa mắt tôi sáng nên là tôi đã không chọn anh. Và bây giờ tôi đã là vợ tương lai của cái showroom này rồi. Tôi đã bảo với hai người là tôi đến đây mua xe, chứ không phải đến đây để xin làm bảo vệ. Hai người hiểu chưa? Thế anh nghĩ anh là ai? Giám đốc chắc? Này, tao không có thời gian đôi co với mày. Lượn để bọn tao còn bán hàng. Này, cậu là ai mà lại đuổi khách như thế hả? Tao là chủ của cái showroom này. Sợ chưa? Con xe này cũng được đấy. Chắc là tôi sẽ lấy con này. Bây giờ tôi là khách mua xe rồi, chắc là cậu sẽ không đuổi tôi nữa chứ? Anh không những nghèo mà lại có sĩ diện nữa. Này, mày biết giá một con xe ở đây trung bình ấy, mỗi một con xe trong showroom này là bao nhiêu tiền không? Loại như mày ấy, làm bảo vệ cả đời cũng không mua được, hiểu không? Cái vấn đề về kinh tế của tôi ấy thì tôi nghĩ cậu không cần phải quan tâm. Cứ cho tôi một con số phải trả đi. Anh tưởng anh mua được xe ở đây á? Anh bớt ảo tưởng đi là được rồi đấy. Này, mày nhìn lại bản thân mày xem. Từ trên xuống dưới bôi nhách, trông chả ra cái gì cả. Đã thế tay chân thì lại bẩn thỉu. Tư cách gì mà đòi vào đây để hỏi mua xe? Tay chân tôi bẩn là vì vừa nãy tôi sửa xe của tôi thôi. À, cậu không cần phải nói nhiều nữa đâu. Hóa ra chỉ là một thằng sửa xe anh ạ. Thế mà cũng đòi hỏi mua xe như đúng rồi. Sửa xe thì đã sao hỏi em? Có vẻ em vẫn coi thường người khác như xưa Linh nhỉ? Vấn đề không phải là bọn ta coi thường mày, mà vấn đề là mày không đủ đẳng cấp để bọn tao coi thường, hiểu chưa? Hai người không tin tôi nên tôi cũng không cần phải giải thích. Ừ. Còn bây giờ thanh toán giúp tôi. Cậu không cần phải giảm giá hay chiết khấu gì đâu, cứ trả thẳng.
Được. Nhưng mà giá con xe này nó ở ngưỡng 1 tỷ. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tôi biết giá trị của chiếc xe mà. Cậu cứ đi thanh toán đi. Được. Mày thích tao chiều mày. Nhưng mà tao nói trước cho mày biết, tao đi kiểm tra trong thẻ này mà không có tiền ấy, mày sẽ phải bò ra khỏi cửa hàng này. Ok. Đã chơi ấy, thì phải công bằng. Nếu trong thẻ của tôi mà có đủ số tiền mua chiếc xe này thì tôi nghĩ cậu phải quỳ xuống đây xin lỗi tôi. Được. Anh đi kiểm tra thẻ. Em ở lại đây, đừng cho nó chạy mất. Anh đi. Xe này ấy, lại có trò hay để xem rồi. Chắc chắn là sẽ có một người phải bò ra khỏi đây đấy. Ôi, anh đứng xe xe ra đi. Cái xe này đắt tiền lắm đấy. Anh nhá, mà làm xây xước một vết nhỏ thôi ấy, bán cả nhà anh ấy cũng không đền được đâu. Có vẻ coi thường người khác ấy sẽ giúp em giàu hơn à? Anh ăn nói rất cẩn thận đấy. Người ăn nói cẩn thận, anh nghĩ phải là em. Người ăn bám như em ấy không giàu lên được đâu. Anh xỉ nhục ai đấy? Anh cứ đợi đấy, rồi anh ấy cũng sẽ phải bò ra khỏi đây thôi. Anh chỉ sợ làm em thất vọng thôi. Sao? Thế nào rồi? Mày làm mất thì giờ của tao quá rồi đấy. Cậu đấy, thẻ khóa rồi làm gì có tiền. Cứ tưởng là thế nào, hóa ra là thùng rỗng kêu to. Tại sao thẻ tôi lại bị khóa được? Hai người đợi tôi chút. Alo, thẻ tôi là sao bị khóa đấy? Cậu bảo sao? Cậu chuyển qua thẻ VIP á? À, thôi được rồi, cậu mang 2 tỷ qua showroom ô tô luôn cho tôi nhá. Cái gì cơ? Cậu đang đón đối tác ở sân bay á? Rồi, để tôi tự giải quyết cũng được, thế nhá. Anh Trung này, anh diễn hơi bị sầu đấy, thoại hay đấy. Mày nên đổi nghề làm diễn viên đi, sẽ đổi đời, thoát kiếp nghèo hèn đấy. Sao như nào, bây giờ bò ra khỏi đây được chưa? À, anh ơi, cho em mượn điện thoại. Làm gì? Em sẽ ghi lại cái khoảnh khắc này. Anh ta sẽ phải bò ra khỏi đây, rồi em sẽ gửi cho lũ bạn của em. Hay đấy, nào, chần chờ gì nữa, bò đây. Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu, cứ bình tĩnh. Alo, em đang ở đâu đấy? Đại diện. Anh nhờ em một chút được không? Anh đang ở showroom ô tô, em qua đây luôn nhá. Anh cảm ơn. Cái gì, mày định gọi người à? Mày gọi ai? Hả? À, mày làm mất thì giờ của tao quá rồi đấy, bò ra khỏi đây. Anh này, dù hôm nay anh có bày cách gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ vẫn phải bò ra khỏi đây thôi. Đã nghèo kiết xác rồi, lại bày đặt ra ngoài à? Nào, chờ đợi gì nữa, bò đây. Bò. Mày lì với tao đấy à? Thánh, cậu đang làm cái gì đấy hả? Chị ạ. Sao chị lại ở đây ạ? Tôi không đến đây thì làm sao biết được cậu đối xử như thế này với khách hàng? Khách gì cái thằng này à chị? Cái thằng bảo vệ, cái thằng sửa xe nghèo hèn này thì khách gì ạ? À? Anh ấy nói đúng đấy chị. Cậu ta làm gì có tiền? Em biết rõ cậu ta mà. Vào đây oai mua xe như thật. Cô là ai? Em á? Em là người yêu của anh Khánh, chủ cái showroom này. Ôi trời. Cái gì? Chủ cái showroom này á? Vâng. Cậu Khánh này, cậu nên làm chủ từ khi nào mà tôi không biết vậy? Dạ chị ơi, bạn gái em không biết ăn nói linh tinh. Chứ chị là chủ chứ em sao là chủ được? Hóa ra là anh nói dối em à? Em thôi kiểu nhõng nhẽo làm lũ đi. Không thấy giám đốc đâu đứng đây à? Giám đốc ạ? Giám đốc sợ chạy đấy được. Im mồm. Chị ạ, bạn gái em không biết ăn nói hàm hồ, mong chị bỏ qua cho ạ. Tôi nghĩ người cô cậu nên xin lỗi là khách hàng, chứ không phải là tôi. Em đã bảo chị rồi, khách gì cái thằng này chị cứ nói cái thằng bẩn bẩn ấy, khách gì. Anh ấy là đúng đấy chị, cậu ta trước là người yêu cũ của em mà. Vào đây chắc là xin làm bảo vệ, nhưng mà thấy em xấu hổ quá nên là vào hỏi mua xe. Thôi, hết rồi, đóng kịch rồi ông ạ. Cút đi, bọn tôi làm việc nhé. Cậu thôi đi, cậu có biết đây là ai không mà cậu lại nói như thế? Em lạ gì thằng này là bạn học cùng lớp em ngày xưa. Nhà thì nghèo, đi học bằng cái tiền học bổng khuyến học ở nhà trường. Đúng đấy chị, đầu óc của cậu ta không có trí tiến thủ nên là đuổi cũng đáng. Đúng. Ok.
Cô là cái thá gì mà dám nói anh trai tôi như thế? Ồ, cái gì? Thằng này là anh trai chị á? Anh Trung đây, không những là anh trai của tôi mà còn là chủ tịch của Ham TV. Ồ. Người đã đầu tư tiền cho tôi để mở cái showroom này đấy. Nói đúng ra, anh Trung đây là chủ tịch của cậu đấy. Ồ. Làm sao mà như thế được hả chị? Làm gì có chủ tịch nào mà áo bẩn với cả tay bẩn như kia? Đúng ạ. Thì vừa anh còn nói chuyện với em đấy, là xe của anh bị hỏng, anh xuống xem xe bị làm sao hay không. Không may dầu dính vào tay, bẩn hết cả rồi. Thì ra, chính vì lý do này mà anh không được chào đón ở đây. Em thật xấu hổ khi nhân viên đã xem thường anh. Anh thấy ấy, nhân viên mà cứ coi thường người khác như thế này ấy, mình làm ăn kinh doanh, như thế không ổn đâu em ạ. Ôi, Trung ơi, lúc nãy tôi có những lời nói khiếm nhã với bạn, mà dù gì cũng là bạn học cùng với nhau, chắc là cậu không để bụng đâu nhỉ? Những việc cậu làm với khách hàng, tôi đã đứng ở ngoài và nhìn thấy hết rồi. Ôi chị ơi, em xin lỗi chị. Em sai rồi, chị cho em một cơ hội ạ. Cậu đã quá to gan khi tự nhận mình là chủ và đối xử với khách hàng không ra gì. Từ nay, cậu không còn làm quản lý nữa. Nếu muốn, cậu có thể ra ngoài kia làm bảo vệ. Thôi, mình vào uống nước thôi anh. Với cả, để em lấy cho anh cái áo khác thay nhá. Mà xe ở đây, anh thích cái nào thì cứ lấy mà đi. Đằng nào cũng là xe của anh cả mà. Thôi, mình đi thôi. Chị ơi, Trung ơi. Hóa ra, anh chỉ là thằng làm thuê ở đây thôi à? Thế mà anh còn bày đặt đòi tặng tôi xe á? Đồ hãng. Ơ kìa, em. Bạn bè gì mà tay đắm tay thế kìa. À không, đây là Trung, bạn học cùng với lớp con ạ. Hoa hoa huyết huyết, xăm xăm trổ trổ, trông như bọn du côn ngoài chợ. Bố, kệ đi em, người già lẩm cẩm ấy mà. Mà em không thích bố em nói anh như thế. Sao đâu, miễn là anh cả em yêu nhau được nhá, đúng không? Thôi, đi ở phòng em đi, không bố em ra mất, rách việc lắm. Đi. Alo, ừ, tao mới quen được một em, khó lắm. Nhưng mà vẫn còn hơi ngại. Chỉ có không ít gì đâu. Cái gì? 10 ngày á? 10 ngày là đủ để cái thằng Trung này chén được em nó rồi. Cơ mà ông già đó mày nó bị lắm. Em ngứa hết cả mắt. Này! Ơ chú. Mày vừa nói cái gì đấy hả? Vừa nói cái gì? Cháu không nói cái gì đâu. À, thằng mày, thằng con nhà này hả? Ông dùng đánh tôi à? Sao? Bố, bố làm cái gì đấy? Thôi thằng mất dạy. Anh không ngờ bố em lại dám đối xử với anh như thế. Anh đi đây. Bố đã nói với con rồi, nó là thằng bất dạy. Con lớn rồi, bây giờ con yêu ai là quyền của con, bố không được cấm. Lớn cái gì? Mới có lớp 12 mà lớn à? Bố nói cho mày biết nhá, cái thằng này nó yêu mày, nó chơi chán thì nó bỏ mày cho mà xem. Bố đừng tưởng bố là bố của con nhá, thì bố làm gì cũng được nhá. Mày lại nói láo hả? Con không muốn ở cái nhà này thêm một giây một phút nữa, con sẽ đi. Không ở đây thì biết, cút. Bố đừng có thách con đi. Đi thì đi. Mi. Mi! Anh, em xin lỗi mà. Xin lỗi á? Ông già cô đánh tôi không ra một cái gì. Bây giờ cô dám vác mặt lên xin lỗi tôi à? Anh, em thay mặt bố em xin lỗi anh. Tại là bố em già rồi nên là cổ hủ. Thấy anh xăm trổ như thế kia thì lại nói này nọ. Em xin lỗi. Cô nói ý thôi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa. Anh đừng có như thế. Anh biết em yêu anh như thế nào mà. Thôi rồi, anh sẽ tha lỗi cho em lần này.
anh cũng biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Nhưng mà ấy, anh vẫn còn giận ông già lắm. Em bỏ nhà đi rồi, với cả em cũng không muốn gặp lại ông ta nữa đâu. Em bỏ nhà đi rồi á? Thế bây giờ em ở đâu? Em không biết nữa, nhưng mà em không muốn về ngôi nhà đấy đâu. Vậy thì anh thuê nhà nghỉ cho em nhé. Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì? Hay là em lại không tin anh đấy? À không, em không có ý đấy. Vậy thì cứ thế nhá. Vâng. Mia! Mia ơi! Bố đây! Vào đi em. Anh ơi, chỉ có một giường thôi à? Ừ, sao không? Như này thì anh với cả em... Ừ, anh ở đây một tí thôi, xong rồi bao giờ em ngủ, anh lại về. Vâng. Ngồi đi. Em có đói không? Mình đi ăn gì nhá. À không, em không đói, bây giờ em chỉ khát nước thôi. Khát nước à? Thế thì để anh ra lấy nước cho em vậy nhá. Vâng. Ừ, để anh tí. Đúng là ở đây khác với ở nhà, sướng thật. Uống nước đi em. Anh cảm ơn. Mà thôi cũng muộn rồi, anh đi về đi. Nhưng mà để em một mình ở đây, anh lo lắm. Lo cái gì chứ, em có làm sao đâu. Thế thì em uống nước đi. Em uống xong rồi anh về. Em uống xong rồi này. Mà thôi, anh đi về đi. Muộn rồi đấy. Kìa, sao đây em? Sao đây? Có sao không em? Có sao không? Kìa. Này, không phải vì mày ngon ấy thì tao không bỏ qua cho mày cả ông già đâu. Anh Trung! Anh làm cái gì ở đây đấy? Gì đây? Mới sáng ra cô đã ầm ĩ anh à? Tại sao anh ở đây? Tôi...
tối qua anh làm gì rồi? Làm gì mà hết toang đấy? Hay để tôi nói cho cô biết nhá. Đằng nào rồi thì cái chuyện này nó cũng sẽ xảy ra thôi. Cô làm gì mà làm ầm hết cái lên nhỉ? Ngốn nạt! Anh dám lợi dụng tôi à? Mà người của em cũng ngon đấy. Làm bài hiệp nữa nhá, được không? Anh ra! Để tôi nói cho cô biết này. Thằng Trung này ấy, không bao giờ ngủ với một người hai lần đâu. Nhá! Khốn nạn, khốn đi! Anh đi đây. Em ơi! Này! Tránh ra tôi ra! Em ơi! Tránh ra! Điên! Tránh ra! Này! Nhảy đơn đứng về! Đi ra! Này! Em ơi! Chăm bố có mấy ngày. Thế bố em sao rồi? Bố em là sao hả chị? Thì bố em bị nhồi máu cơ tim, đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Bệnh viện nào đấy ạ? Thì ở Everlot đi. Em cảm ơn. Mi. Bố ơi, bố ơi, bố có thể tha lỗi cho con đâu mà. Con sai rồi. Bố không phải dễ đâu ạ. Con xin lỗi, con sai rồi. Con về rồi. Không sao con ạ. Tuổi trẻ đôi khi cũng nông nổi. Nếu biết sai quay đầu về là tốt rồi. Con xin lỗi bố. Alo, tôi nghe. Có chuyện gì đấy bà? Cái gì? Anh Trung bị bắt vì tội lừa tình với cả gạ gẫm các cô gái chưa vị thành niên á? À, tôi với cả anh ta chia tay cũng lâu rồi. Không sao đâu. Thế có gì khi nào gặp nhau nhá. Ừ, bye bà. Đúng là luật nhân quả mà. Là ai? Em là người yêu của anh ạ. Chào chị. Không phải đâu, cô ấy đùa ấy mà. Sao ấy đùa?
cô ấy là em nhà dì anh ấy mà, hòn xa lắm. Anh Nhậm, anh nói linh tinh cái gì đấy? Em là... Này, cô làm trò gì đây đấy? Em đến đưa tiền cho anh, trưa nay anh mời đối tác đi ăn. Tôi bảo cô chuyển khoản cơ mà. Tài khoản em bị lỗi, nên em đến đây đưa cho anh, sợ anh đi lại nắng nôi. Rồi, thế mà cô về đi nhá, tôi bận lắm. Đứng lại! Anh... Đây đâu phải là đối tác của anh. Anh phản bội tôi để đi cặp với con già này á? Con béo kia, mày bảo ai già hả? Thôi em ơi, đừng chấp nó làm gì. Anh nói thật đi, cô ta là ai? Là người yêu cũ của anh. À hả, tưởng thế nào? Đây là người yêu cũ của anh ấy hả? Trông béo ú ù thế này mà cũng bày đặt thích giai trẻ à? Anh Nhậm, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em yêu anh hết mực mà, em lo ăn lo học cho anh, thế mà anh đối xử với em như thế à? Cô im đi. Ăn học thổi làm cái gì? Tôi nói cho cô biết nhá, yêu một người béo như cô ấy là phúc đức cho cô lắm rồi. Này, cô em nên nhìn lại bản thân mình đi. Vừa béo vừa xấu thế kia ấy, thì đừng đòi hỏi nhiều. Anh Nhậm là bạn trai của chị. Chị cấm em, từ nay đừng làm phiền anh ấy nữa. Nghe chưa? Các người, rồi các người sẽ phải hối hận. Chỉ vì yêu anh mà bao nhiêu năm qua tôi từ bỏ ước mơ của mình, chỉ đi kiếm tiền để lo cho anh. Giờ tôi sẽ đi thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ tham gia cuộc thi này. Cô về đi. Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy. Tôi là tổng biên tập của tờ báo này. Cho dù cô có xinh đẹp xuất chúng như thế nào chăng nữa ấy, cũng không mong có cửa. Tưởng tượng nhiều không giúp cô gầy được đâu. Đi anh. Cô về đi. Chào em. Hình như em vào nhầm phòng rồi. Nhầm ạ? Đây là phòng tuyển sinh Hoa Khôi. Vâng ạ, em đến xin tuyển sinh ạ. Cũng gan lì phết nhỉ. Tôi không đồng ý. Này, sao không đồng ý? Cô ấy còn chưa thể hiện gì mà. Cần gì thể hiện? Tiêu chuẩn đã là không đủ rồi. Chính vì không đủ tiêu chuẩn mà cô ấy dám tự tin bước vào đây, thế nên tôi mới cảm thấy thú vị đấy. Hay là chúng ta cho cô ấy một cơ hội đi. Nào, bây giờ chúng tôi có hai thử thách dành cho em. Một đó là phần thi kết quả, hai đó là phần thi ứng xử. Nào, em bắt đầu đi. Em sẽ thể hiện phần thi kết quả ạ. Đi như một con heo dẫm phải nồi cám lợn vậy đấy. Cô có biết tôi đang cầm cái gì trên tay hay không? Một cái điện thoại. Không, là một chiếc gương. Cô hãy tự soi vào bản thân mình đi. Tôi đã nói rồi, chỉ có một nơi duy nhất phù hợp cho cô đi thi thôi. Cô ấy chỉ thích hợp thi ở một nơi xứ sở con heo, một khu vườn toàn lợn là lợn. Cô chỉ biết hụt mặt vào đấy và ăn ngấu nghiến thôi, cô hiểu chưa? Cô quá đáng quá rồi đấy. Ơ kìa, chẳng phải các anh bảo là có phần thi ứng xử hay sao? Đây là đề bài của em, cô hiểu chưa? Loại người cặn bã như cô ấy không xứng đáng đứng ở đây. Tôi vẫn đang không hiểu, tôi đã làm gì cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng cần phải làm gì cả, đơn giản vì tôi ghét thôi. Tôi ghét những người vừa xấu vừa béo, lại còn bướng bỉnh. Cô nhìn xem, cô ngồi ở đây có thấy chật không? Chỗ nào cũng thừa, núp nha núp nhúc. Cô về đi, ở đây không có chỗ cho cô. Ooh.
Vâng ạ. Chào chị. Cô không sao chứ? Không sao ạ. Tôi thấy cô là người rất tự tin và bản lĩnh đấy chứ. Thôi, anh đừng lăng mạ em nữa. Em biết em là kẻ thất bại. Em biết rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Cô không định ngồi đây và khóc cả ngày đấy chứ. Đi thôi. Đi đâu ạ? Đi theo tôi. Này, anh đã chuẩn bị thiên thần chưa? Em tin là hôm nay sẽ có quyết định. Em sẽ lên trước, còn anh sẽ ngồi vào vị trí của em. Vậy thì tốt rồi. Anh cho gọi em ạ. Đúng rồi. Đây là quyết định bổ nhiệm công việc mới của cô. Sao lại là đuổi việc ạ? Anh có nhầm không? Không nhầm đâu. Đây là quyết định của hội đồng. Tại sao tôi lại bị sa thải? Tôi đã nói rồi. Đây là quyết định của hội đồng. Và cô, bây giờ cô không còn phù hợp với vị trí này nữa. Tôi không hợp thì ai hợp nữa? Cô ấy sẽ đến ngay bây giờ đấy. Em chào anh ạ. Giới thiệu với cô, đây là Châu. Cô ấy sẽ nhận vị trí tổng biên tập mới. Sao? Không nhận ra tôi à? Vậy để tôi nhắc cho hai người nhớ nhá. Tôi đã tập luyện và sống trong sự chế giễu của hai người. Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mà tôi đã có quyết tâm như ngày hôm nay. Châu đấy à, bao năm không gặp chồng em khác thật đấy. Xinh đẹp và thon gọn hơn nhiều. À, mà chuyện ngày trước á, chỉ hiểu lầm thôi em ạ. Anh nói cái gì đấy? Còn nói gì, rõ ràng là thế mà. Em này, chuyện ngày trước á, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Cho anh cơ hội làm việc với em nhé. Khốn nạn, tôi chưa gặp ai khốn nạn như anh đấy. Châu, tôi biết lỗi rồi. Tôi không thể mất công việc này được. Vậy cô có thể đổ cốc nước này lên đầu được không? Đây là sự khác biệt giữa tôi và cô đấy. Cô có thể làm trợ lý của tôi. Không, không đời nào. Tôi không làm. Vậy thì tôi với cô chả còn gì để nói với nhau nữa. Cũng giống như tôi hồi trước. Cô tự cứu mình đi. Mình đi thôi.